Này các bạn thấy không? Nó bị viêm mũi là nó chảy nước mũi và ra đờm. Đồng thời hai cái tay nó lúc nào vuốt cũng ướt. Và đồng thời các bạn nghe nó thở này. Thì nó thở như thế này là triệu chứng nó bị viêm phổi luôn. Thì đó, thì cái video này mình sẽ hướng dẫn cho bà con về cách nhận biết con thỏ viêm mũi, viêm phổi nó như thế nào nha. Chào Thỏ Thí Đô, xin kính chào quý bà con cô bác đang chăn nuôi thỏ trên mọi miền tổ quốc nha. Hôm nay mình lại tiếp tục làm những cái video để hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi thỏ cho bà con. Thì để giải đáp những thắc mắc về cái bệnh hô hấp của con thỏ, thì hôm nay mình làm cái video này cũng xin chia sẻ những cái kinh nghiệm mà trong quá trình mình chăn nuôi mình biết được cái gì thì mình chia sẻ cho bà con cái đó. Còn nếu trong quá trình mình chia sẻ ở một cái đặc điểm nào đó nó chưa đúng thì cũng mong bà con hướng dẫn lại bằng cách comment lên ở bên dưới những video để mình tiếp thu lại được những cái lý thuyết và mình về mình thực hành lại cho nó chính xác để mình chia sẻ lại cho anh em một cách chính xác nhất. Thì hôm nay mình làm cái video có nội dung là tại sao con thỏ bị viêm mũi, viêm phổi, nguyên nhân và cách khắc phục như thế nào nha. Đó, thì để cho tất cả các bạn biết một con thỏ viêm mũi, viêm phổi nó ra làm sao thì các bạn ấy nhìn con thỏ này nha các bạn nha. Mình sẽ tiến hành mình quay cái video lại gần cho các bạn xem nha. Đây, một con thỏ mà nó viêm mũi á, thì trước tiên cái mũi của nó nè lúc nào cũng ướt và hai chân của nó lúc nào cũng ướt cũng dơ vì nó quẹt cái mũi, và đồng thời nó kêu, các bạn nghe này. Nãy nó kêu, giờ nó cũng đỡ kêu này, thấy không? Nè, các bạn coi mũi nó nè, ướt và nó thở khò khò, khò khè các bạn. Đó. Rồi mình để đây, mình sẽ tiến hành mình chia sẻ lại cho các bạn biết cái thông tin nha. Thì trước tiên mình muốn chia sẻ là tại sao một con thỏ nó bị viêm mũi và nếu mình không chữa trị kịp thì nó sẽ xảy ra là viêm viêm phổi. Đó. Thì viêm phổi, viêm mũi là hết 80% nó bị ảnh hưởng ở con thỏ là do là cái môi trường xung quanh. Cái môi trường xung quanh trại của mình, thứ nhất là không thông thoáng, không sạch sẽ. Đó. Thức ăn tinh bị nát quá nhiều. Khi mà con thỏ nó ăn, nó hít cái bột của cám vô lỗ mũi thì nó cũng vẫn xảy ra viêm mũi. Cho nên để mà cách khắc phục tốt nhất thì các bạn nên làm sao thiết kế chuồng trại của mình nó thông thoáng một cách tối đa, đồng thời chuồng trại lúc nào cũng phải sạch sẽ, phun độc khử trùng thường xuyên thì con thỏ của mình nó sẽ giảm bớt cái vấn đề viêm phổi và viêm viêm mũi. Đó. Đặc biệt khi thay đổi thời tiết, ví dụ như nóng quá con thỏ nó sốc nhiệt nó cũng bị viêm mũi viêm phổi, và lạnh quá con thỏ nó cũng bị viêm mũi viêm phổi. Cho nên trại của mình phải làm sao phải đủ nhiệt độ, không ấm quá không lạnh quá,
không nóng quá vào mùa nắng và không lạnh quá vào mùa đông. Nhiệt độ lúc nào trong chuồng trại cũng phải trung bình từ 29 đến 31 độ, từ 28 đến 31 độ là đẹp. Đừng dưới 28 hoặc là đừng trên 31 thì nó sẽ không tốt cho con thỏ. Thì đây là một con thỏ mà mình tìm lắm nó mới bị viêm mũi, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn biết. Thì cái quy trình mà nó bị viêm phổi, viêm mũi nó chuyển qua viêm phổi như thế nào? Thì thứ nhất, nếu một con thỏ mà đã bị viêm mũi á, thì chắc chắn hai cái lỗ mũi của nó sẽ bị ướt, các bạn thấy không? Đây, hai cái lỗ mũi của nó sẽ bị ướt nè, đó, nhìn kỹ nha. Và hai cái tay của nó quẹt cái lỗ mũi nó ướt, thì nó cũng bị ướt hai tay luôn. Con thỏ nó không có tuyến mồ hôi, cho nên nó thở bằng lỗ mũi và hô hấp bằng phổi, nó không tiết ra được mồ hôi bên lông, cho nên nó rất là dễ bị hô hấp. Đó. Thì nếu một con thỏ nó bị viêm mũi mà mình không tiến hành mình phát hiện và mình chữa kịp thời thì nó sẽ chuyển qua viêm phổi. Để mình nói lại, viêm mũi là lỗ mũi ướt, có khi ra đờm và hai tay dụi mũi cũng ướt luôn và thở khọt khạc khọt khạc. Đó. Thì lúc đó mình nhìn nhận nó là viêm mũi. Còn nếu mà mình chậm trễ thì nó sẽ xảy ra viêm phổi. Thì thường viêm phổi nó như thế nào? Viêm phổi nó vẫn như vậy, viêm phổi nó vẫn gây ướt mũi, vẫn thở khọt khạc, hai chân vẫn ngòa mũi và vẫn ướt. Nhưng đặc biệt một cái, khi thỏ thở mạnh thì hai cái hông bụng như thế này nó tóp lại, nó vậy nè, lúc mà nó thở nha là hai cái hông bụng như vậy nè, và bụng tóp lại rất nhỏ so với những con thỏ khác. Là đến lúc đó thì con thỏ đã trở thành viêm phổi rồi. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách chữa trị viêm mũi và chữa trị viêm phổi nếu viêm mũi nặng quá nó chuyển biến qua viêm phổi nha các bạn nha. Thì trước tiên, khi các bạn phát hiện một con thỏ bị viêm mũi thì cái điều đầu tiên á là mình tách riêng con thỏ ra ngoài để mình dễ chữa trị hơn. Thứ nhất, mình sử dụng thằng gentamicin. À, để mình lấy, để mình đưa cho các bạn coi cái hiệu để mà các bạn biết các bạn mua. Mình phải xịt thằng gentamicin. Đó. Thì mình xịt cái này để làm gì? Cái này là nó có thành phần kháng viêm. Mình xịt là coi như mình rửa trong hai cái lỗ mũi của con thỏ. Để cho thứ nhất là nó sạch vi khuẩn, sạch đi cái nước dơ của con mũi nó hỉ ra, nước nhờn đó, và nó sẽ tiêu diệt một số vi khuẩn nhẹ ở trong lỗ mũi của con thỏ. Nếu trường hợp con thỏ nó mới vừa bị hắt xì hoặc là mới vừa viêm mũi thì mình xịt cái này khả năng nó vẫn bớt, bởi vì vô nó tiêu diệt những con vi khuẩn trong đó, thì nó làm cho cái mũi con thỏ thông thoáng hơn và thở được dễ tốt hơn, thì nó sẽ khả năng nó hết. Còn nếu trường hợp nó không hết á, cái này thì nó xịt rất là dễ này các bạn này, mình cầm giống như chai nước hoa mình xịt vậy thôi này, bóp thôi đó. Còn nếu trường hợp mình xịt cái này mà nó không bớt, nhưng mà thực tế thì xịt cái này nó chỉ rửa mũi và nó sẽ bớt với những con nhẹ thôi, còn đa phần thì mình phải sử dụng thuốc mình chích. Thì nếu mà một con thỏ viêm mũi, các bạn sử dụng gentamicin 5 này xịt cứ ngày 2 lần, cứ mỗi lần đi ăn á, cho thỏ đi ăn á, là cứ xịt cái, chiều xịt cái nha. Rồi bắt đầu mình sẽ kết hợp chích một mũi tiêu viêm cho nó. Đây là loại thuốc tiêu viêm Glucosamin. Thì cái thằng này là thuộc dạng là tiêu viêm phục hồi sức nè, phục hồi sức này, hạ sốt, tiêu viêm này, tăng lực giải độc nè. Đó, thì hôm nay mình chích bằng mũi và ngày mai mình chích bằng mũi thì khả năng viêm mũi sẽ hết. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình tiêm luôn. Cái xịt thì hồi chiều mình có xịt cho nó rồi, mình sẽ rút ra nửa xe nha, tiêm nửa xe cho mình nè, và cũng tiêm dưới gáy nha. Tiêm trong các bạn xoa. Cái này là tiêu viêm, là
Hôm nay chích xong, tới chiều mai chích một mũi nữa. Để cho các bạn biết tên thuốc mà các bạn đi mua đó. Thì mình chích xong mình xoa. Thì hôm nay mình chích, ngày mai mình chích thêm mũi nữa, thì khả năng khoảng tầm, nếu mà nó nhẹ thì khoảng tầm 3 ngày sau là các bạn biết kết quả, nó sẽ bớt dần bớt dần. Còn cái xịt này thì vẫn xịt hàng ngày nha, tại vì hàng ngày nó còn thở, nó còn khọt khạc, thì còn đờm cho mũi, gọi là hen suyễn á, thì mình phải xịt sáng chiều đó. Rồi đó là vấn đề viêm mũi, thì mình đã chỉ cho các bạn cây thuốc để mà chữa trị viêm mũi rồi. Thì bây giờ mà sẵn tiện con này mình nói vào viêm phổi luôn. Nếu trường hợp mà một con thỏ nó quá nặng từ viêm mũi mà mình không kịp chữa, mà nó chuyển qua viêm mũi, viêm phổi á, thì bắt buộc mình phải có thuốc viêm phổi để mình chích cho nó. Thì mình nói lại, nếu mà một con thỏ viêm phổi thì lúc mà nó thở, hai bên bụng này nè, nó tóp lại kịch đó, nó đỡ rất là vậy đó. Và nó sẽ kết hợp thở mạnh như vậy, thở dốc, và đồng thời nó vẫn sổ mũi ra. Thì mình sẽ kết hợp thuốc như thế nào? Thì bây giờ mình chỉ luôn. Nếu một con thỏ bình thường không có bầu thì trước tiên thì mình vẫn chích thằng tiêu viêm này để phục hồi sức cho nó, để tiêu viêm một phần nào ngày hôm nay. Cái xịt mũi thì mình vẫn xịt hàng ngày mà không nói rồi. Và qua ngày mai á là bắt buộc mình phải sử dụng thằng viêm phổi, đặc trị viêm phổi đó là Centiphone nha. Thì mình cũng chích cho nó một liều 0,5 luôn đó. Cái thuốc này sử dụng cho những con thỏ đang nuôi con hoặc là không có bầu nha. Còn nếu trường hợp mà một con thỏ đang có bầu thì bắt buộc mình phải chích thằng Sanguin 250, nó không ảnh hưởng đến con thỏ nhiều, mới bắt buộc mình sử dụng con này cũng chích 0,5 luôn. Còn nếu mà cao cấp hơn nữa thì các bạn sử dụng thằng Tulavitri. Thằng Tulavitri này thì nó cao cấp quá rồi đó. Thì chích xong hôm nay và ngày mai mình cho nó nghỉ một ngày, và qua thêm 2 ngày nữa thì mình sẽ tiến hành mình tiêm lại một mũi phổi nữa. Thì nó bớt hay không bớt là dựa vào cái sức khỏe của con thỏ và dựa vào cái mình phát hiện nó sớm hay muộn đó. Còn nếu mà trường hợp mà đã chích hai liều như vậy rồi mà nó không bớt nữa thì khả năng con thỏ nó không qua được, mình không chích nữa chi. Chích thứ nhất là lại lờm thuốc, thứ hai là kháng sinh đưa vô nhiều quá con thỏ nó cũng đuối sức, khả năng nó chết. Thì mình cứ để đó thì nó vượt qua được thì ok, còn nó không vượt qua được á thì nó qua cái ngày giảm thuốc, gọi là qua cái ngày quy định được mổ thịt á, thì nó ốm thì ốm thiệt nhưng mà các bạn có thể bán thịt được đó. Thì cái video clip hôm nay mình nói về cái nội dung là tại sao con thỏ nó viêm mũi, viêm phổi, để cho các bạn mường tượng ra các bạn có thể phòng tránh đó. Thì mình xin nhắc lại, để cho một con thỏ nó không bị viêm mũi, viêm phổi, đó là bệnh hô hấp của nó, thì trước tiên chuồng trại của mình phải thông thoáng một cách tối đa, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, trong quá trình cho ăn cám bột mình cũng nên sàng lọc, đừng cho để cám vỡ vụn quá nhiều để nó ăn mà nó hít vô lỗ mũi đó. Cái thứ tư thì môi trường vệ sinh trong chuồng trại, lúc nào trại mình càng sạch thì thỏ mình càng ít bệnh, đó là cái điều mà ai cũng biết rồi. Bởi vì nuôi cỏ nuôi thỏ thành công hay không á, chưa nói về cái giá cả, mà nó chỉ cần hao hụt là đã thấy thất bại rồi. Cho nên mình phải làm như thế nào để cho đàn thỏ mình nó giảm bớt bệnh tật thì mình mới có lãi được. Và mà nếu mà để giảm đi nhiều bệnh tật á, thì thứ nhất là môi trường mình phải thông thoáng sạch sẽ, chuồng trại luôn luôn sạch sẽ, thức ăn sạch, uống sạch, ở sạch, thì con thỏ mình sẽ giảm bệnh tối đa. Rồi thôi thì cái video của mình đến đây cũng kết thúc.
thì mình cũng xin chúc quý bà con cô bác chăn nuôi thật là tốt, và trong quá trình chăn nuôi nếu có gặp cái khó khăn gì thì cũng đừng ngại gọi cho mình để mình hướng dẫn cho. Ngại là hại con thỏ đó. Thì thôi, mình chào Thỏ Thí Đô ở xứ cát Xuân Lộc Đồng Nai xin kính chào quý bà con cô bác.